được lực lượng chức năng di lý về nhà để khám xét, đối tượng Nguyễn Văn Hải gục đầu ôm lấy mẹ già và đứa con thơ, bật khóc trong muộn màng. Ngày 1 tháng 7, tin từ đồn biên phòng Hữu Lập, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Trị cho biết đơn vị vừa bắt giữ thành công hai đối tượng vận chuyển hàng ngàn viên ma túy liên tỉnh, thực hiện kế hoạch cao điểm hành động phòng chống ma túy năm 2022 lúc 17 giờ 45 phút ngày 29 tháng 6 trên tại KM177-680 đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, địa phận thôn A Sóc Cha Lì, xã Hướng Lập, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Đồn biên phòng Hướng Lập chủ trì phối hợp với các đơn vị chức năng phát hiện ô tô mang biển kiểm soát 73A077.12 đang lưu thông từ xã Hướng Phùng đi ra Quảng Bình có dấu hiệu nghi vấn vi phạm pháp luật nên ra tín hiệu yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra. Lúc này, trên xe chở 3 người gồm Lê Doãn Sơn, sinh năm 1983, Nguyễn Văn Hải, sinh năm 1987 và Nguyễn Tiến Tài, sinh năm 1986, cùng chú huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Quá trình kiểm tra, lực lượng biên phòng phát hiện trong xe có vận chuyển 10 túi ni lông, 8 túi màu xanh và 2 túi màu hồng. Bên trong mỗi túi đựng nhiều viên nén màu hồng hình trụ tròn, hiệu VKI, nhiều viên nén màu xanh hình trụ tròn, hiệu AI1. Qua làm việc, đối tượng Nguyễn Văn Hải khai nhận các viên nén màu hồng, màu xanh với tổng số lượng 2.000 viên là ma túy tổng hợp được Hải mua từ một người đàn ông lạ mặt với giá tiền gần 19 triệu đồng. Tuy nhiên, trên đường vận chuyển về tỉnh Quảng Bình để lấy tiền công 5 triệu đồng thì bị phát hiện, bắt giữ. Ngày 30 tháng 6, lực lượng đồn biên phòng Hướng Lập đã di lý các đối tượng về tỉnh Quảng Bình để thực hiện lệnh khám xét. Điều đặc biệt, khi vừa về đến nhà, đối tượng Nguyễn Văn Hải ôm chầm lấy mẹ và con thơ khóc nức nở, nói lời hối lỗi với người thân trong muộn màng. Vụ việc đang được mở rộng điều tra, làm rõ.